đi ăn được món này ở trong một lần mình du lịch mà mình không thể tìm được một quán nào ngoài Hà Nội bán, nên là mình tự mày mò để có thể giải tỏa cái thèm khát của mình với món ăn ngon này. Quán trứng này thì mình đã bán được khoảng 3-4 năm rồi, năm nay là năm thứ tư rồi. Mỗi ngày mình ước lượng khoảng 300-400 lượt khách rồi đấy. Cũng rất là nhiều khách quen rồi nên là đến những ngày cuối tuần thì sẽ đông các gia đình cho các em bé đi ăn nhiều hơn thôi. Còn bình thường là các bạn học sinh, các bạn sinh viên thì cũng đi ăn rất là đông. Thật ra là đây là một món ăn khá là thú vị. Kể cả đến lần thứ hai hoặc lần thứ ba em thử thì nó vẫn rất là ấn tượng. I tried this egg dish and I really enjoyed it. Highly recommend it. It's a wonderful combination of salty and sour, and I really enjoyed it. Mình nướng bằng than củi. Nhất là than củi nó đỡ bị khói độc hại, với cả thứ hai là nướng, nếu mà mình đã thường nướng bằng chảo hoặc bằng những cái bếp khác thì nó rất là không ngon. Mình sẽ đặt chén lên bếp và mình cho bơ đầu tiên. Cho bơ xuống bên dưới thì sẽ tránh được cái tình trạng không bị cháy trứng, với cả không bị với cả bơ nó thơm nữa. Nên là mình sẽ cho bơ xuống và mình sẽ đập trứng. Thì mình mỗi một chén mình sẽ đập 3 quả trứng vào, sau là cho hành, cho ruốc, cho xúc xích vào. Mình sẽ nướng tùy từng khách mà mình sẽ nướng chín hoặc là nướng tái, tùy theo khách ăn như thế nào. Vì mình làm quen tay rồi nên là chắc là sẽ vào tầm khoảng 5 phút thôi. Đấy là cả thời gian làm lẫn thời gian trứng chín thôi. Công việc này mang lại cho mình rất là nhiều niềm vui, rất là nhiều bài học và kinh nghiệm sống trong cuộc sống ấy. Tại vì mình đã phải trải qua rất là nhiều tình huống mà mình phải xử lý, và mình cũng chưa từng một trường lớp nào dạy cả, và cũng rất là vui. Ví dụ như là những lúc mà khách đến ăn mà khách rất hài lòng về món ăn mình phục vụ, mình có nhiều bạn khách thương lắm.